cuộc đi tìm triệu quân sự nha các bạn. Giờ mình đi tiếp, mình tìm triệu quân sự. Mình đi dọc theo bờ biển, bờ rừng này để mình kiếm triệu quân sự nha các bạn. Và các bạn theo dõi và nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho mình để mình ra video tiếp theo nha các bạn. Anh triệu quân sự, anh có núp trong đây không? Chắc chắn là anh không có núp chỗ đây các bạn. Có là anh cũng Cánh không cửa dám là lên tốt tiếng. rất tuyệt nha các bạn. Tại lên tiếng là phát hiện các bạn. Ở những cánh đồi này này, nó cây nhỏ nhỏ vậy cho mình Anh Triệu Quân Sư, nó cực kỳ anh là là người dân tộc rộng bên à? trong đó các bạn. Thành anh trốn ban ngày, anh trốn đây ban đêm, có thể anh mò ra biển Anh đến là kiếm cua người dân kiếm tộc ốc Nùng nha các bạn. đến bồi dưỡng cơ. Dùng xe mạc các bạn. Wow, chim chim chim. Đây có tổ chim các bạn ơi. Coi thử tổ chim gì. Con chim mới bay rè các bạn. Mình chỉ coi thôi nha. Được mấy trứng. Đây là tổ chim. Wow. Quy, mấy trứng này. Trứng hay là wow. Hai trứng các bạn ơi. Tổ chim này. Ấy các bạn, tổ chim này. Đó là anh bán mẹ nó kêu. Mình mình bỏ lại các bạn, mình ngay bác đó. Chim trúc bạch là sao đó. Kêu nó kêu à. Tổ chim các bạn. Trúc bạch. Không, mình đỡ đó, đỡ cho mình không có bác. Như trường sự mà đi gặp ổ chim đó, lấy hai trứng chim hút sống các bạn. Thành cũng có chất dinh dưỡng rồi. Cho nó đĩa, cho nó bay, cho nó đẹp. Chứ mình bắt nó làm cái gì. Rồi, như chuyện sự mà đi giả là gặp mấy cái đó là lấy hết các bạn. Lấy được ăn có sức để mày chạy trốn. Chạy đi đâu cho thoát. Lưới trời lồng lộng ti thưa. Mà dính vào mấy tội đó là không có thể thoát được các bạn. Theo mình nghĩ là cũng mấy bữa nữa là bắt được ảnh thôi. Trong điện có một vậy. Triệu quân sự, anh có núp ở đây không? Wow. Đi vô đây kiếm anh không có, anh Triệu quân sự nha các bạn. Wow trời. Wow, chiếc thuyền này nó còn làm đường bằng tre nè các bạn. Trường này lâu năm lắm rồi các bạn ơi. Đây tre các bạn ơi. Chứ mình tre đường mình nang tre các bạn. Trời thuyền này chắc hồi xưa rồi, tới giờ này mình nang tre này. Wow. Cái thuyền này rất cũ kỹ các bạn. Đây là cano không phải là kiều thuyền. Wow, là mình gỗ các bạn. Trên gỗ ngay dưới là mình tre. Mà dám chạy ra biển gốm á. Gan á. Wow, này các bạn. Hồi xưa nó dán bằng dầu hét nè. Giờ nó không dám đi nữa mà. Hồi xưa là mình đi toàn là thuyền kiểu đây các bạn. Thuyền này là cũ kỹ rồi, mấy chục năm về trước các bạn ơi. Ở trên là dán ngay dưới mà vẫn còn tre các bạn. Wow, thuyền cụ rất cụ kỹ. Tìm triệu sự thấy mà thấy toàn thuyền gì đâu các bạn ơi. Đi xuống rồi thông này thì có gặp ảnh không? Nói chung đây là ảnh núp ở trong đây nè. Wow, các bạn. Ở đây có hang dông rất nhiều các bạn. Hang dông cực kỳ là nhiều. Đây. Wow, cảnh cực kỳ là đẹp luôn ạ. Ủa đây cá sấu. À, mình kiếm coi tới đây bắt cái ô sáo. Cá sấu chú ơi, tới đây coi cá ô sáo này. Này, mang vô đây, đây cá sấu nó bay dữ quá. Ở đây có cái lỗ các bạn, mình coi thấy đây có cái lỗ có ô chim bắt luôn. Khiến về mình triệu quân sự luôn. Bây giờ bác. Dép à. Anh triệu quân sự. Wow, đây vụ dễ nhiều chung. Có mấy cái lỗ này này, chim nó lót con ổ đây nữa. Cái lỗ này. Để mình coi.
Đó, chim à. Anh quay lên có mà không biết nói. Cuộc truy tìm triệu quân sự gây cấn lắm các bạn. Đường đi nè các bạn coi gừ quá mà. Vậy mà sao ai qua đây được? Chỉ có mình mạo hiểm mới dám qua thôi các bạn. Đường rất đứng các bạn, đứng như dách núi treo leo vậy. Không phải nói giỡn các bạn đâu. Rồi này các bạn đi được giỏi á. Thấy không? Ui. Trời ơi, đều giờ nắng các bạn, trưa rồi chứ mà trời nó không mát á, muốn mưa thôi. Giờ đều nó nắng lên lại các bạn. Mà mình không có đem chai nước. Khát nước mà mệt nữa các bạn. Mệt cực kỳ nha. Ui. Anh Triệu quân sự, anh chạy đi đâu? Không có núp ở đây các bạn ơi, trốn đâu rồi. Video này chỉ mô tả thôi các bạn đừng có làm theo nha các bạn. Đây mô tả cũng như đóng phim cho vui thôi, giải trí thôi. Kênh giải trí các bạn, không có thiệt. Đây chỉ làm giải trí đóng phim cho vui các bạn. Đặc biệt các bạn đừng có làm theo, rất mạo hiểm. Wow, cảnh rất đẹp các bạn ơi. Wow. Qua bên kia đi. Qua lên đi. Lên bên này nấu mì tôm ăn đi tiếp. Đi coi trượt á. Các bạn thấy dách núi không? Đé không? Gừa không? Cực kỳ là rất nguy hiểm các bạn. Ê, dân chài lưới, ba lưới đầy hết các bạn ơi. Đây chiếc neo. Biết lưới gì mà rách hết tê tu hết rồi bè. Ủa tành. Tành gừa lắm các bạn ơi. Anh Triệu quân sự, anh có núp ở đây không? Wow, nắng quá các bạn ơi. Đấy, anh núp trong đây là anh ra bé cua bé ké anh vô đây nha các bạn. Đó, khi nào ngớ ngớt là thì anh rút, anh chạy gì à? Anh đi tiếp. Mình đoán là anh cứ đi về vô anh rồi anh qua bên Trung Quốc đó các bạn. Ăn cư bên đó. Wow. Lên vô đây mình núp đi các bạn ơi. Ở đây có bóng cây mình nghỉ mát một chút các bạn. Đây có bóng cây mình nghỉ mát một chút. Wow, nắng trưa nắng giữa biển. Wow, nó mùa gì đập Phật. Ta cũng nghỉ trưa chỗ đây một chút nha. Wow, nó mát các bạn, vô đây mát. Cảnh này đây rất đẹp các bạn ơi. Bỏ nước vô, mình chớ chai nước vô. Mình chớ mì tôm ăn nha các bạn. Đổ nồi lại nè. Wow, máu sâu nhành cưa đây. Bè gối luôn, anh nhận đỡ no luôn. Đi tìm Triệu quân sự mà không có Triệu quân sự mà có mì tôm nghe à, ăn buổi trưa. Tôi lấy cái ăn luôn, lấy sĩ này. Quốc luôn nhà cho rồi. Mình đi bộ tử đi. Cái răng dấu dao hồi cho nó rụng cái răng nhảy. Té. Cái của nó chạy. Vô đó rồi gì vậy? Tâu á. Đi đâu? Quàng. Quàng té xe rớt. Ấy họ mới múc múc đường quần đỡ. Đường múc hầm hố ấy. Gặp mũi anh nhìn. Dính cái là bế luôn. Mày, mấy ông mày chỉ biết gì. Đào muốn tỉnh, dám muốn. Mấy ông quỷ giờ dạo muốn.
ăn nhậu nó là muốn uống rượu uống bia uống mình ấy, câu rú mấy mũi nghe uống mình hả? Ờ mình là uống được hè uống cảnh rượu rồi cho một bia ở nhà uống cũng chạy vô buôn bán uống bia với uống bia bia nào ấy? Của mình trong cái chùa uống bia nè bằng bán bia bia có thằng còn thì xấu á bắt đầu chạy xuống kia. Triệu lại anh trời xong vậy là cũng hết hết các bạn. Ngay chỗ cháu mày ăn được bè gói mì tôm các bạn. Xuống đây các bạn. Ui, ngoài chỗ này rất nguy hiểm các bạn ơi. Các bạn xem mà đừng có làm theo nha các bạn. Đi rất nguy hiểm, mà lỡ gặp anh cũng rất hiểm nguy. Đó. Wow. Các bạn. Anh là người dân tộc các bạn, anh người dân tộc. Thành anh có người anh ốm nhưng mà anh sức khỏe anh đi rừng là rất tốt các bạn. Còn người kinh chúng ta thì đi không nổi đâu các bạn. Đi một chút là đuối liền. Wow, các bạn. Wow, mình đi nãy giờ từ lúc bên kia các bạn. Đi qua đây. Mấy cây rồi. Wow, cái chè lè nữa. Một trái chè lè chín. Ngon lâu lắm rồi chưa được ăn chè làng. Mình đi nếm mệt mình nói cũng nổi các bạn ơi. Wow, đường này khá liều các bạn ơi, dốc thẳng đứng á. Ủa ủa ui wow cảnh bên đây đẹp các bạn ơi. Wow mấy lỗ kìa, cả hậu trường sợ núp lên đó sao kiếm ra được không bạn. Rừng nó nhỏ vậy chứ mà có lỗ lỗ trong đó các bạn. Wow bên đây gành đẻ không các bạn ơi, quay một khúc cho các bạn cảnh đẹp thế nào, cực kỳ là đẹp các bạn. Wow wow nước xanh các bạn ơi, cực kỳ là đẹp nha các bạn. Muốn que bên đó nữa mà mình chắc mình dám que đâu các bạn ơi. Điểm nấu tại cái bờ đường nó đé nó đứng không các bạn ơi, mà mình không có dép que đi dặm gai sợ lên xuống đây bỏ mạng lắm các bạn. Phố giật kìa, cái giật kìa thấy không các bạn, rất nguy hiểm. Mình từ đó qua mấy đây nè bạn. Cũng mệt lắm rồi. Wow, qua cho các bạn xem cảnh ở đây hùng vĩ như thế nào. Chuyện sự núp ở đây ngắm cảnh cũng đẹp quá. Chết cũng được rồi. Wow các bạn. Anh Triệu Quân Sự, anh ngồi núp ở đây không? Wow, thấy các bạn. Wow, cảnh này hùng vĩ không? Wow núp dưới đây thế này triệu chứ à, không có các bạn. Giờ núp dưới mấy cục đá đây mình phải xuống mình kiếm anh em ngầu đó. Chỗ đây lý tưởng là để cho tưởng các bạn đẹp. Chuyện sợ cái núp ở đây là xuống đây phải cua ốc nhiều lắm.
ăn là đủ dinh dưỡng các bạn. Cảnh cực kỳ là đẹp.